Tuổi tác tăng lên theo thời gian mang đến cho con người những trải nghiệm chín chắn nhưng cũng khiến cho nhan sắc sớm tàn phai khi nhìn thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt và những vết hằn sâu ở khóe miệng. Cùng với đó, một số vùng da trên cơ thể trở nên nhăn nheo và chảy xệ. Thermax ra đời như một giải pháp tối ưu trong điều trị xóa nhăn, trẻ hóa da trong ngành thẩm mỹ. Với công nghệ Thermax, bạn hoàn toàn có thể quay trở lại tuổi thanh xuân của mình một cách dễ dàng và an toàn. Về mặt nguyên lý, công nghệ Thermax được kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn gần như tuyệt đối. Quá trình phát triển của Thermax qua nhiều cuộc nghiên cứu đưa ra các bằng chứng khoa học đã ghi nhận về tính an toàn của liệu trình điều trị này. Qua thực tế, hàng chục nghìn khách hàng đã trải nghiệm điều trị mà không gặp bất cứ rủi ro nào. Thermax đã điều trị thành công hơn 1 triệu bệnh nhân trên toàn thế giới. Với 50 bài viết khoa học và trên 73 bằng sáng chế trên khắp các quốc gia, công nghệ này phù hợp với tất cả những ai mong muốn khắc phục những tác động tiêu cực của quá trình lão hóa đến làn da. Nếu bạn đang có nhu cầu xóa bỏ những nếp nhăn, thon gọn gương mặt mà không muốn trải qua quá trình phẫu thuật chứa nhiều rủi ro, không muốn mất nhiều thời gian, thì Thermax là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Như các bạn đã biết, để có được sự tự tin bước trên sàn catwalk hay là có mặt trong những cái shoot hình rất là ấn tượng thì ngoài một vóc dáng cân đối và hoàn hảo ra thì không một người phụ nữ nào, không một người mẫu nào phải thiếu đi một làn da khỏe mạnh. Chính vì vậy mà anh đã lựa chọn cho công nghệ trẻ hóa da đang được áp dụng rất thành công tại thẩm mỹ quốc tế Bali. Và thật là bất ngờ sau chỉ một lần anh sử dụng thôi đã có một làn da căng mịn và rất là cảm thấy yêu làn da của mình và tự tin trong chính bản thân mình. Có một cái sự chuyển biến mà mình có thể thấy rõ ngay sau lần đầu tiên luôn. Một lần điều trị thì Vân thấy rằng là cái làn da của mình lúc đầu Vân nghĩ rằng là chắc là cũng sẽ hơi đau và khó chịu lắm, nhưng mà thực sự là rất là dễ chịu, chỉ có một cảm giác nó hơi châm chích nhẹ chút xíu thôi, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến cảm giác của mình nhiều. Và khi mà nhìn lại trong gương thì Vân thấy là những cái nếp nhăn, những vết chân chim ở khu vực đuôi mắt của mình được cải thiện khoảng 20%. Thực ra là Vân không mong rằng là có một cái phép màu nào đó 100% ngay lần đầu tiên, có lẽ như vậy cũng sẽ không có tốt và an toàn cho làn da của mình. Và Vân nghĩ rằng là đây sẽ là cái sự lựa chọn của mình trong thời gian sắp tới. Hy vọng là sẽ sớm được quay lại đây để sử dụng công nghệ Thermax cùng với thẩm mỹ quốc tế Bali. Là một diễn viên thì việc hóa trang là điều mà Lan Phương thường xuyên phải thực hiện. Nhiều khi một ngày Lan Phương phải trang điểm đến 3 lần để phù hợp với từng phân đoạn của vai diễn. Do đó mà việc làn da xuất hiện những dấu hiệu lão hóa sớm là điều không thể nào tránh khỏi. Tuy nhiên, qua sự giới thiệu của bạn bè thì Lan Phương đã tìm đến thẩm mỹ quốc tế Bali để được tư vấn về dịch vụ trẻ hóa da Thermax. Và sau khi trải nghiệm Thermax thì Lan Phương thực sự rất là bất ngờ vì làn da của mình căng mịn, những vết nhăn nơi khóe mắt thì hoàn toàn biến mất, vùng cằm cũng thon gọn hơn rất nhiều. Lan Phương cảm thấy thực sự rất vui vì điều này. Xin cảm ơn thẩm mỹ quốc tế Bali rất nhiều.